hai là một cây dâu trái thành phẩm nha, một cây dâu trái thành phẩm. Đó, dâu này thì mình cứ thể xuống lá, tính từ ngày xuống lá cho tới 45 ngày sau là trái chín. Đó, cho nên là ví dụ có tầm 30 ngày, 40 ngày là trái nó đỏ. Đó, thể đụng tới lá ổng là ổng có trái à. Đó, nó kỳ vậy, nó hay. Cho nên đó là ví dụ như mình muốn canh dịp Tết ổng trái chín đi. Đó thì mình cứ lặt lá trước đó 45 ngày. Đó, mình lặt lá trước đó cách 1 tháng rưỡi là ok thôi. Đó, là tới Tết là đẹp luôn. Đó thì riêng về cái cây này á thì nó có một phần lũ ở đây nha. Đó, phần lũ ở đây. Thì đối với lũ dâu á thì nó cũng khá là mềm mà nó cũng dễ mục. Cho nên á mình cứ tạo lũ đi. Mình cứ chạy lũ đi. Đó. Tại cây này em cũng mới sưu tầm về cho nên em cũng chưa có kịp xử lý. Đó, nếu mà được duyên đi sớm thì không sao, mà nếu mà chưa được duyên đi thì em sẽ xử lý. Và khi mình xử lý lũ xong, mình nhỏ keo 502 lên, em bảo đảm không cái con mọt nào mà nó ăn nổi hết á. Đó, chỉ có vợ em ăn nổi thôi. Cái cây còi giá bao nhiêu hả? Cái cây còi á, còi tàu lứa à, cái còi nó lại suy nghĩ cái gì á. Rồi cảm ơn cây cô Xuân An nha. Rồi cái hoành đây đo được là 26, hoành đây đo được 26 nha. Cây cao là 30, đang nằm cái chậu lọt lòng là 33, chậu lọt lòng 33 nhé, 33 nhân cho 22. Cái này nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn nha, 1,2 triệu bao ship cả chậu luôn, 1,2 triệu bao ship nha. Đó, một cây dâu trái nè, 1,2 triệu bao ship cả chậu luôn, nhà mình xem tham khảo nha. Khi nói ha ha nói cho nhiều trùm cuối vẫn là vợ. Dạ. Trùm cuối mà. Đó thì nếu mà kể cả ví dụ thôi thì sẵn nhà vườn có máy á, thì nếu mà ai mà ân giao lưu cây này á thì em sẽ chạy lũa chút xíu rồi bắt đầu em sẽ xử lý keo rồi luôn đó, cho nó bền lũa luôn nha. Đó, chung mà chạy thì cũng nhanh thôi chứ không gì, tại vì lũa này lũa mềm á nên là mình đưa máy vô làm rẹt rẹt chút xíu thôi. Rồi 1,2 triệu bao ship nha, 1,2 triệu bao ship, mã số là 982, một cây dâu trái thành phẩm nha. Đó, dâu trái thành phẩm này. Cứ mình muốn trái nó chín là mình cứ tút lá xuống trước đó là 45 ngày là ok thôi. Đó. Rồi cho mình xem tham khảo được duyên thì ủng hộ nhà vườn luôn nha.